Đức Thánh Cha Francisco nói, sự thánh thiện dành cho tất cả mọi người, các vị thánh không phải là siêu nhân. Các thánh không phải là siêu nhân, nghĩa là được sinh ra đã hoàn hảo, nhưng họ là những người bình thường đã theo Chúa hết tâm hồn. Họ cũng giống như chúng ta, như từng người trong chúng ta, đã sống một cuộc sống bình thường trước khi đạt đến vinh quang của thiên đàng, với những niềm vui và nỗi đau, đấu tranh và hy vọng. Trở thành một vị thánh không phải là đặc ân của một số ít. Tất cả chúng ta trong phép rửa tội đều được thừa hưởng khả năng trở nên thánh. Trở nên thánh thiện là một ơn gọi cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đi trên con đường nên thánh. Và con đường này có một tên gọi, một khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô. Các thánh là những người nam và người nữ có niềm vui trong lòng và lan tỏa nó cho người khác, không bao giờ ghét bỏ, nhưng phục vụ người khác là nhu cầu lớn nhất. Cầu nguyện và sống trong niềm vui, đây là cách nên thánh. Để trở nên thánh, cần phải tiến về phía Thiên Chúa theo ý muốn của Ngài. Đó là một khám phá cực kỳ hữu ích và tuyệt vời. Đây là một cách tốt cho tất cả mọi người, dành cho nam và nữ, có học và không có học, tri thức và công nhân, các bà mẹ và người tận hiến, giáo dân và linh mục, già trẻ, giới cầm quyền và công dân. Đây là con đường dẫn đến sự thánh thiện cho mỗi con người. Đối với tôi, dường như tôi có thể tiếp cận sự hoàn hảo không chỉ đối với một nhóm người ưu tú, những người được gọi vào tu viện hoặc chức tư tế, mà còn đối với đám đông. Hơn nữa, ý muốn của Thiên Chúa phải được thực hiện ngay lập tức, thực hiện trong giây phút hiện tại, những gì Thiên Chúa yêu cầu, đưa tin mừng vào thực hành từng lời.